Kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, hơn 50 tuổi đời, không một mái nhà, không một tương lai cho con, cho mình, không thể đi làm. Dù là một mong ước bình thường, nhưng người cha ấy vẫn cười khi thấy con còn đó. Anh chỉ mong sao con bớt những cơn co giật, để chị có thể về trong con, anh có thể đi làm. Và cứ thế, họ sẽ chịu nhau qua tiếp những tháng ngày phía trước. Đó là hoàn cảnh éo le của anh Phạm Quốc Hưng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Người cha với nỗi đau hơn 23 năm, đang ở vào những tháng ngày bế tắc, đã nhận được những san sẻ. Không giống như những đứa trẻ bị bại nào khác, Phong hiểu tất cả những gì diễn ra xung quanh mình, lắng nghe được tiếng cha, tiếng mẹ, nhưng có những việc em không thể kiểm soát được mình. Có lẽ bởi vậy mà khi Phong nằm đó, chàng thanh niên 23 tuổi, hài lòng với một đồ chơi duy nhất bố nhặt về trên đường đi làm. Em có thể nhìn nó cười cả ngày, trò chuyện ê à cả ngày, những chuyện mà có lẽ chỉ một mình em biết. Đây là những ngày bế tắc nhất của anh Hưng, người đàn ông trụ cột đã vững vàng qua bao nhiêu khốn khổ của gia đình. Theo thời gian, Phong nặng hơn một chút, việc bế, chăm sóc, vệ sinh và cả khống chế những cơn động kinh của em, mẹ em vẫn không đủ sức. Anh đã phải ở nhà để lo cho con. Gia đình bốn người, một em gái đang đi học, đều trông cả vào sức lao động của mẹ em quần quật trong những ngày nắng chói chang và mưa tầm tã. Thêm cho Phong một chút ủi an, sang bớt gánh nặng và buồn lo trên vai anh chị, những trái tim nhân ái đã đến bên gia đình. Chỉ biết cảm ơn các nhà tâm, cảm thấy rất ấm, ấm áp tình người, rất cảm ơn, rất quý. Nếu không có sự giúp sức lúc này, tiền trọ, tiền ăn, tiền học cho con gái, tiền thuốc cho Phong, tất cả cuộc sống của bốn con người không biết sẽ xoay vần như thế nào trong căn nhà trọ tình thương ấy. Thương thay cho những nỗi éo le, mừng cho cái gia cảnh khốn khổ, bà con ở thị trấn Liên Nghĩa cũng vui lây. Trong cái thời điểm Covid này thì em cảm thấy chương trình là một cái gọi là điểm tựa cho những cái khó khăn trong cuộc sống, khi mà mọi người đang cảm thấy là cái cuộc sống này nó đi vào một cái bước đường cùng nào đó, thì bỗng nhiên có một cái vòng tay nhân ái đang rộng ra để đón mọi người, để giúp đỡ, để hỗ trợ cho mọi người được cái cuộc sống tốt hơn. Ôi, cái đấy là cô rất là mừng. Chú nhà cô là cũng quan tâm đến vấn đề đó, chú mừng lắm, nhưng mà chú chưa có cách nào được. Nếu mà vậy thì trước tiên là cô thay mặt gia đình cô cảm ơn rất là nhiều. Chương trình Vòng tay nhân ái thì cô chú cũng hay xem lắm, rất là ý nghĩa đối với những người, đặc biệt là những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn như cháu. Cảm ơn tất cả những người đã tham gia cái chương trình nhân ái, giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn như thế này. Cô rất cảm động những cái chương trình đó. Hành trình 23 năm qua, vợ chồng anh Hưng đã đưa hai con đi khắp các tỉnh thành, khắp các nhà trọ để vừa kiếm kế mưu sinh, vừa chữa bệnh cho con sẽ còn tiếp tục. Nhưng sự kiên trì như niềm ước mơ trong một kỳ tích. Nhiều mấy chục năm trời, anh chị giấu đi những giọt nước mắt của mình. Và giờ, nhìn Phong, ba mẹ sẽ gắng tiếp tục vượt qua mọi nghịch cảnh để còn sức lực chăm con. Bởi nhìn con còn đó, ngây ngô những tiếng cười.